Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu 10 sản phẩm bộ đo huyết xâm lấn IBP hay còn gọi là Arterial Line. Thì đo huyết động mạch là một trong những chỉ tiêu không thể thiếu để theo dõi và đánh giá chức năng tim mạch trong gây mê hồi sức. Hiện nay có hai phương pháp chính để đo huyết động mạch, đó là đo bằng phương pháp không xâm lấn và phương pháp xâm lấn. Đối với phương pháp không xâm lấn thì có 3 kỹ thuật thường dùng, đó là đo bằng cách nghe, đo bằng dao động kế hoặc là đo bằng cách ghi thể tích. Trong khi đó thì đối với phương pháp đo huyết động mạch xâm lấn sẽ sử dụng tới bộ IBP này bằng cách là đặt một kim luồn, tức một catheter vào trong động mạch, và đầu còn lại của bộ IBP sẽ được kết nối với hệ thống ghi tín hiệu của monitor thông qua một cắp trung gian như thế này. Thì khi đó các thông tin về huyết áp sẽ được hiển thị trên màn hình của monitor. Như vậy chúng ta có thể thấy đó là đối với phương pháp không xâm lấn sẽ chỉ cho kết quả chính xác khi bệnh nhân có huyết áp ở trong dạng bình thường và không có rối loạn về chức năng tim mạch. Nếu như bệnh nhân ở trong tình trạng tụt huyết áp, tức là huyết áp lớn nhất nhỏ hơn 90 mmHg thủy ngân, hoặc là bệnh nhân bị rối loạn nhịp hoặc là rối loạn vận mạch, thì cái đó phương pháp không xâm lấn sẽ cho kết quả là không chính xác. Khi đó muốn có kết quả chính xác thì phải tiến hành đo bằng phương pháp xâm lấn. Khi đo huyết áp động mạch bằng phương pháp xâm lấn, chúng ta có thể biết được huyết áp động mạch liên tục được thể hiện qua đường cong biểu diễn và các thông số trên monitor. Biết được huyết áp động mạch trung bình, từ đó sẽ đánh giá được áp lực tưới máu ở các cơ quan quan trọng, đặc biệt là não, phản ánh được phần nào đó tình trạng chức năng của thất và sức cản ngoại vi của mạch máu, và có thể lấy máu lặp lại nhiều lần để xét nghiệm cũng như là đo khí máu động mạch. Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch xâm lấn và các phụ kiện của mình được làm bằng vật liệu y tế cao cấp giàu polymer, được tiệt trùng và có độ tương thích sinh học cao. Nó có cấu tạo và cấu trúc riêng biệt, đảm bảo độ tin tưởng và độ an toàn. Thiết kế đóng gói kín giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho người sử dụng. Ưu điểm của bộ đo huyết áp xâm nhập này của bên mình đó là chip có độ nhạy cao. Truyền dữ liệu chính xác và tương thích với tất cả các loại cáp. Dễ dàng sử dụng và dễ dàng điều chỉnh chính xác dòng chảy. Dòng chảy ổn định nhỏ từ 25cc trên 25 đến 35cc mỗi giờ, giúp đảm bảo dòng chảy liên tục. Có các chuẩn đầu nối để lựa chọn và có thể sử dụng với các loại monitor khác nhau như là chuẩn BD. Chuẩn Abbott. Chuẩn UTA. Các bộ đo huyết áp xâm lấn IBP này được công ty mình nhập khẩu và phân phối trực tiếp trên toàn quốc. Để có thể được tư vấn và mua hàng với giá ưu đãi nhất, bạn có thể liên hệ với mình theo các thông tin mà mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký hoặc là nút subscribe kênh YouTube Thiết bị Y tế Thanh Bình để có thể cập nhật được sớm nhất các sản phẩm mới cũng như là mức giá ưu đãi nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.